Huấn luyện viên Thái Lan cười không ngớt khi đội hình trẻ thắng tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Mastata Isi không giấu được niềm vui, phấn khích sau khi đội hình trẻ của tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-1 trong trận đấu ở Tebangkok 2024 tối ngày 10 tháng 9. Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Mastata Isi cùng các cộng sự và ban huấn luyện nán lại sân để ăn mừng, chụp ảnh cùng cổ động viên. Khoảng vài chục cổ động viên Thái Lan đã tới Hà Nội để tiếp lửa cho đội nhà. Huấn luyện viên Mastata Isi cười rạng rỡ trên đường vào phòng thay đồ. Ở giải đấu này, nhà cầm quân người Nhật Bản không mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất mà tin dùng các cầu thủ trẻ. Phần lớn là U23. Huấn luyện viên tuyển Thái Lan vừa đi vừa cười nói cùng trợ lý. Dù phải chơi trên sân khách, các cầu thủ trẻ Thái Lan có phần lấn lướt Việt Nam với đội hình nhiều cựu binh. Tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước ở phút 21 do công của Tiến Linh nhưng Thái Lan sau đó ghi liền hai bàn trong hiệp 1. Huấn luyện viên Isi cười tươi khi nhận được những lời chúc mừng chiến thắng. Nhà cầm quân 57 tuổi người Nhật Bản giúp tuyển Thái Lan khởi sắc hơn kể từ khi nhậm chức hồi tháng 11 năm 2023, thay thế ông Phong Kim. Mãi vui trên sân, huấn luyện viên Isi vào họp báo muộn. Sau đó, ông cho biết, đầu trận, Việt Nam tổ chức tấn công nhanh khiến chúng tôi phải chịu bàn thua. Nhưng đội sau đó đã điều chỉnh, chơi theo đúng phong cách mà chúng tôi đã luyện tập và liên tục có được những bàn thắng để lội ngược dòng. Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik tỏ ra buồn bã và thất vọng vì thất bại này. Ông cho biết trong họp báo sau trận đấu, những ngày qua, tôi đã theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông và rất buồn khi thấy người dân Việt Nam phải hứng chịu thiệt hại do bão lũ. Tôi rất muốn đội tuyển thắng để làm quà tặng người hâm mộ nhưng rất tiếc chúng tôi không thể làm được điều đó. Tôi xin lỗi. Dù buồn sau thất bại, các cầu thủ Việt Nam vẫn nán lại sân chụp ảnh cùng hội cổ động viên. Kêu gọi ủng hộ người dân vùng lũ. Trước trận, toàn đội đã quyên góp ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào gặp thiên tai thông qua tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.